Xin chào quý vị, Quang Huy đang có mặt tại đường số 1, khu cư xá Chu Văn An, thuộc phường 26 quận Bình Thạnh. Khu vực này thì đường được chia ô bàn cờ và có rất nhiều cây xanh nên là không khí ở đây rất là trong lành, mát mẻ. Và ngày hôm nay, Huy mời anh chị cùng tham quan một căn nhà. Nhà này thì có diện tích là ngang 8, dài 18, có diện tích công nhận trên sổ là 143m2. Nhà có kết cấu là một trệt, ba lầu, có tổng diện tích sàn là 380,7m. Và hiện tại thì chủ nhà đang đi nước ngoài, nên là hàng xóm này thì họ có bày một ít bàn ghế đây, họ bán hàng bán quán nhờ. Và đây cũng là lần đầu tiên Huy bước vào căn nhà này, thì mời quý vị cùng theo chân Huy tiến vào bên trong để chúng ta cùng tham quan căn nhà này nhé. Đấy, phía trước thì có vỉa hè, đây có khoảng sân trống phía trước này. Đấy. Nhà này là đang bỏ trống, nhà đi nước ngoài là bỏ trống không đi ở nên là cũng khá là bừa bộn. Bề ngang 8m, bề dày 18m, rất là rộng rãi. Đây, trên này có một cái phòng rộng phía trước. Rồi, tiếp theo là phần chân cầu thang, cái nhà vệ sinh. Đây, kế đến là cầu thang này, bên tay trái, cái nhà vệ sinh. Còn đây chắc là một cái kho hoặc là một cái tủ kỹ thuật thế này. Đó, đây là cái gì đây? Phần này là thang máy đấy. Phần này là phần thang máy. Cái thang này chắc là thang chở hàng thôi. Thang chở hàng. Đây, một cái nhà vệ sinh. Ở phía sau một cái nhà kho rất là rộng. Toàn là sách không à. Sức khỏe, thuốc và sức khỏe, thuốc và sức khỏe. Một đống sách. Đấy. Rồi bây giờ mấy camera quay lấy cái góc từ bên trong nhìn ra. Đấy. Đây, một cái góc nhìn khác. Đây là phía bên trong nhìn ra. Đấy. Khu này khá yên tĩnh. Đường cây cối xanh mát. Rồi bây giờ mời quý vị cùng theo chân Huy lên trên lầu 1. Rồi, nhà này thì xây theo cái kiến trúc từ cũ rồi. Ồ, hơi tối. Xem bật điện lên. Cầu thang giữa nhà, đây chia làm hai phần. Phần phía trước, ở đây thì trước họ xây, cái nhà này xây làm văn phòng công ty. Bây giờ chủ nhà đi nước ngoài, đang để trống. Phía trước thì có ban công. Đấy. Nhà để trống nên là cũng khá là bụi bặm. Được cái là cái kết cấu của nhà này rất là chắc, khung rất là chắc. Cầu thang giữa nhà, nhà vệ sinh giữa nhà. Và phía trước phía sau là có hai phòng lớn. Đấy, các tủ này, phòng. Nhà có bề ngang 8m, bề dài 18m. Đó, rất là rộng. Rồi, tiếp theo chúng ta đi lên lầu 2.
Đây là lần đầu Huy bước vào cái nhà này. Đấy, cùng mở điện mở đèn lên, chúng ta cùng tham quan. Tương tự như cái dưới lầu 1, ở phía trước cũng là một cái phòng văn phòng rộng. Này, xung quanh bố trí rất là nhiều ổ cắm điện. Chắc là có thể trước kia họ bày cái bàn làm việc ở đây này. Nhà này khung sườn còn rất là chắc chắn để phù hợp cho anh chị nào mà mua về xong rồi cải tạo xây lại mới. Đây có đường ống chờ máy lạnh. Ok. Ở giữa nhà thì là bên nhìn từ trước vào thì bên tay trái là cầu thang bộ. Bên tay phải thì có một cái thang máy, thang này để vận chuyển hàng hóa này. Đây là lầu 2 rồi. Trên lầu 3 chắc cũng tương tự hay phòng anh. Rồi. Đi lên lầu 3. Ừ. Giữa cầu thang đây thì có một cái giếng trời nhỏ nhỏ. Giữa nhà. Lấy gió và đấy, đây, thang máy lên đến đây. Phía sau này. Phía sau này chia làm hai cái phòng nhỏ nhỏ. Thùng sách rất là nhiều. Trước kia đây là công ty sách hay công ty dược kia này, toàn là sách về thuốc không à. Rồi. Đây là phía trước. Đây. Chúng ta đã đi tham quan một vòng từ dưới lên trên rồi. Thì Huy xin nhắc lại, nhà này có bề ngang là 8 m. Bề dày 18 m. Diện tích của nó là 143, đúng rồi, 143 mét. Diện tích sàn là 380,7 mét. 380,7 hay 8 mét gì đó. Khoảng 380 mét. Và nhà thì có hướng Bắc. Hiện tại thì chủ nhà đang đi nước ngoài, là gửi bán lại. Và giá họ đang chào là 25 tỷ, còn thương lượng. Đấy. Thì mọi vấn đề đều có thể thương lượng. Thì thông qua cái video này, Huy mong rằng là sẽ gặp được anh chị đầu tư mà có tiềm lực về tài chính, hoặc là anh chị có thể là khai thác hết được hết cái công năng của cái nhà này. Và một lần nữa, nếu anh chị muốn đến thăm nhà thực tế thì hãy đặt lịch, Huy sẽ mở cửa và mời anh chị đến xem nhà thực tế. Rồi, cũng thông qua cái video này thì Huy mong muốn là góp phần một phần sức nhỏ bé của mình giúp anh chị có thể tiết kiệm được thời gian đi xem nhà này, và ở nhà cũng có thể nắm bắt được phần nào giá cả của thị trường. Và chắc là Huy xin khép lại cái video tại đây. Đấy, xin hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.